Tên dự án FXATMM 2017 Q3, đơn vị Phsu 2 Bu 2. PM Thái LC, dự án phát triển application về cài đặt và quản lý printer cho Fuji Xerox. Khách hàng tin tưởng và đánh giá cao team member là những người có kiến thức kỹ thuật tốt, nhiệt huyết và quyết đoán. LXH 0, Effort Efficiency 78, Timeline 95. Dự án TRC, Fsu 2 Bu 2 PM, Hoa DH, dự án phát triển application về security, một dòng sản phẩm về bảo mật nổi tiếng của HISO sử dụng công nghệ C++, là dự án tích cực nhất thực hiện các quy trình của BU68 như checklist, phân tích triển khai ngang. Khách hàng của ba dự án đều đang hài lòng và đang có kế hoạch mở rộng trong thời gian tới. Dự án FXNIC, đơn vị Fsu 2 BU68 PM, Đại TK2, tập thể dự án NIC chuyên đảm nhận các dự án thuộc FXRD với các công nghệ kỹ thuật khó, việc quản lý chất lượng và tiến độ được ưu tiên hàng đầu và tracking hàng ngày một cách tự giác nghiêm túc. Khách hàng FX tin tưởng về năng lực kỹ thuật, quản lý dự án. Dự án KMI, đơn vị Fsu 2 BU68, phụ trách phát triển các dự án FSOP với khách hàng với Konica, team size tăng từ 5 người lên 25 người. CSS khách hàng đánh giá cao năng lực kỹ thuật và đối ứng task urgent của offshore. Dự án KFA, đơn vị Fsu 2 BU88, PM toàn TD. KFA là một dự án lớn làm cho khách hàng KDDI, tổng BMM là 223M, phát triển website, quản lý account theo dạng SSO trên nền tảng cloud. Giá trị lớn nhất đối với công ty là tập thể KFA đã xây dựng được đội ngũ làm Agile, Scrum thành thục hiểu business của khách hàng. Dự án TPFLS Phase 3, Fsu 2 GEP, PM Linh LNN và Nam CD. Dự án TPFLS là một dự án trọng điểm cấp Fsu, thực hiện cải cách process làm việc cho một công ty in ấn số 1 thế giới. Phase 1 dự án đã xuất sắc giành giải Best Team of the Quarter, dự án mở rộng sự hợp tác của FSOP đến một khách hàng chiến lược tiềm năng. Dự án Tokyo Refresh, đơn vị Fsu 2 J8, PM Long TT, JFE6 là một trong những khách hàng khó tính với yêu cầu cao. Từ tháng 2 năm 2016, pilot với size 33 mề đến nay đã được order 2 phase với hơn 400 mề. Dự án đã thành công mở ra cho J8 nói riêng và FSOP nói chung rất thành công. Dự án Quest Redshift Fsu 2 M10 PM Nguyên NB4, dự án với quy mô lớn 90 mề và làm với công nghệ mới AWS Redshift. Nhờ việc control chặt chẽ và nỗ lực của toàn bộ team nên dự án đã deliver đúng thời hạn với chất lượng tốt. Dự án được khách hàng đánh giá tốt với CSS 81 điểm. Dự án THS1 Fsu 2 M10 PM Hùng PT4 là dự án trial với khách hàng mới THS và có ảnh hưởng rất nhiều tới business với khách hàng THS. Khách hàng đánh giá làm tốt hơn cả các partner Nhật của họ. Dự án kết thúc với 100 điểm CSS và sau dự án khách hàng đã order dự án tiếp theo với quy mô 170 mề. Dự án R&Up Fsu 2 R73 PM Huấn LH bắt đầu từ tháng 9 năm 2016 với nhiệm vụ ban đầu là training mobile. Từ tháng 4 năm 2017 bắt đầu làm Aiken thật. Hiện tại khách hàng đã chủ động đề xuất để team phụ trách từ basic design đến coding và không cần JM review ở các công đoạn này. Dự án RNEOSL, đơn vị Fsu 2 R73 PM Hùng NN14 là dự án mới thành lập của R73 với sứ mệnh đi tiên phong thử nghiệm làm EOSL End of Service Life, nhận được niềm tin tuyệt đối từ phía khách hàng và đã được khách hàng tin tưởng tăng scope lên gấp 4 lần vào đầu năm sau. Dự án N Samarin, đơn vị Fsu 2 Z79 PM Tâm PTM. N Samarin là dự án đã thay đổi mindset của top Japanese developers về Vietnamese quality. Khách hàng là công ty cung cấp giải pháp chứng khoán hàng đầu của Nhật Bản. Chỉ sau 2 tháng, các chiến binh Z79 đã cùng nhau xây dựng một nền móng vững chắc, mặc dù xuất phát kinh nghiệm Samarin là số 0.
Dự án MyFshop, đơn vị Fosu 2 Z79, PM Hùng NM8 triển khai thành công ứng dụng MyFshop ra toàn Fshop 3 miền. Dự án luôn hoàn thành đúng tiến độ đặt ra và mang tới cho các Fshopter những tính năng chất lượng.